Xin chào cô chú anh chị, đã trở lại với kênh Tối Gia Nhật Cần Thơ bên em. Và video của Tối Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm mà ưng ý nhất nhé. Và hôm nay thì shop sẽ sale đồng giá 200k miễn ship toàn quốc ha. Cô chú anh chị lựa chọn những cái sản phẩm thì vui lòng mà nhớ giùm em cái mã số, vì mỗi một sản phẩm nó chỉ có một cái mã số duy nhất ha, ghi lại giùm shop cái mã số ha. Và hàng của Tối Gia Nhật Cần Thơ quay thì cô chú anh chị chú ý giùm kỹ giùm shop ha, và bán là da thật hết. Chỉ có những mặt hàng nào là da tổng hợp thì shop sẽ báo. Số điện thoại của shop 0973 952 507, và cô chú anh chị tiện nhất thì nhắn tin qua Zalo hoặc tin nhắn dùm shop ha, hoặc có thể gọi điện trực tiếp đều được hết. Đầu tiên đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%, kích thước bề ngang 29, chiều cao 31 và bề dày là 10. Đây, để mình xách tay và mình đeo file sẽ có độ mới khoảng 80%, sẽ có một và thương hiệu dập nổi đây, cái hít 500 ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Isino, có một cái phát các bạn đây, lót vải sạch đẹp hết, da là da thật toàn bộ, xách tay và đeo vai. Lên dịp shop mở là 2700 2700, 200k miễn ship toàn quốc 2700. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo da thật toàn bộ ha, mình đựng vừa tất cả các dòng điện thoại và ví tiền, ví dài đều được ha, dây đeo da và màu đen, kích thước bề ngang là 28, chiều cao 21 và bề dày là 9. Để mình đeo chéo rất là ok ha, sẽ có một cái khóa cái nguyện ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha, ba ngăn nhỏ đây và có một cái khóa cái nguyện đây, lót và lót vải sạch đẹp hết, da là da thật toàn bộ ha, để đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 2715 2715, 200k miễn ship toàn quốc 2715. Và một chiếc túi xách tay da thật 100% màu vàng đồng, màu nhũ đồng ha, kích thước bề ngang là 24, chiều cao 16 và bề dày là 8 ha. Để mình xách tay như thế này, da là da thật toàn bộ hết. Và ở đây nó sẽ có một nút kích 500, bên trong nó sẽ có một cái khóa cái này, lót bên trong là lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Gilly, và có một cái khóa cái miệng đây và một ngắn đây là sạch đẹp hết. Để mình xách tay vintage nhé, da thật toàn bộ hết. Lên dùm shop một mã là 2695 200k 2695. Và một chiếc túi xách tay da bóng thương hiệu Outlast, kích thước của chiếc túi này bề ngang, độ mới khoảng 80%, bề ngang là 27, chiều cao 22 và bề dày là 7 ha. Để mình xách tay như thế này và sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp và một nút kích 500 ở đây và một cái khóa kéo miệng ở đây, lót vải sạch đẹp hết ha, và một cái khóa kéo miệng đây, thương hiệu Outlast dập nổi đây, da là da thật toàn bộ ha. Để mình xách tay như thế này, lên dùm shop một mã là 7570 200k 7570 200. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và
đeo chéo, da thật 100%. Kích thước của chiếc túi này, bề ngang là 32, chiều cao 22 và bề dày là 14. Xách tay và đeo chéo, da thật toàn bộ ha. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lớp vải sạch đẹp và một khóa kéo miệng ở đây, lớp vải sạch đẹp hết ha. Hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa kéo miệng ở đây và một cái khóa kéo miệng đây, thương hiệu Dimarosa, chụp nổi đây. Da là da thật toàn bộ hết ha. Để mình xách tay và đeo chéo đều được. Đây, xách tay, đeo chéo, da thật toàn bộ. Lên nhìn shop một mã là 7402. 7402. 200k. Miễn ship. Và một chiếc túi xách tay. Ở phần này là dập vân. Dập vân kỳ đà. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 22 và bề dày là 13. Để mình xách tay như thế này, sẽ có một ngăn ở đây, bên trong là lớp vải sạch đẹp và một ngăn ở đây, có hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa kéo miệng đây và một cái khóa kéo miệng đây. Da là da thật toàn bộ, dập hiệu thương hiệu ở đây và có một cái khóa kéo miệng đây, lớp vải sạch đẹp hết. Để mình xách tay rất là ok. Lên dùm shop một mã là 2750. 2750, 200k. Và một chiếc ba lô. Da thật 100%. Màu xanh lá. Để mình đeo ở sau lưng rất là vintage. Kích thước bề ngang 21, chiều cao 28 và bề dày là 12. Để mình đeo ba lô như thế này, da thật toàn bộ ha. Và thương hiệu Framework ở đây, sẽ có một cái khóa kéo miệng này, bên trong là lớp vải sạch đẹp, da dày dặn và chắc chắn. Lớp vải ở đây sạch đẹp ha. Sẽ có một cái khóa kéo miệng đây, sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 3298, 200k. 3298. Kế đến, đó là một chiếc túi đeo chéo, da thật 100%. Và thương hiệu dập nổi đây. Màu này là màu hồng. Màu hồng nhạt. Kích thước bề ngang là 22, chiều cao là 19 và bề dày là 10. Đeo chéo rất là ok. Thương hiệu dập nổi đây. Ở đây nó sẽ có một cái tua chua, da thật đồng bộ, có một cái khóa cái miệng đây. Bên trong là lớp vải đẹp và một cái khóa cái miệng đây. Dập thương hiệu ở đây và một ngăn đây là sạch đẹp, da thật toàn bộ. Lên dùm shop một mã là 3234 ha. 3234. 3234. 200k, miễn ship toàn quốc. Và cái đến, đó là một chiếc túi đeo chéo, da rất là dày, da thật 100%. Để mình đeo chéo rất là ok, full da hết ha. Kích thước của chiếc túi này, bề ngang 22, chiều cao 18 và bề dày là 11 ha. Đeo chéo rất là ok, da là da thật toàn bộ. Ở đây sẽ có một cái khóa cái miệng đây, bên trong là lớp vải sạch đẹp và một ngăn đây có một cái khóa cái miệng. Bên trong lớp vải sạch đẹp và một khóa kéo miệng đây, sạch đẹp hết, da thật toàn bộ. Để mình đeo chéo rất là ok.
độ mới khoảng 80 đến 85%, lên nhịp sớp mã là 3279 200k. 3279 200. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, có thương hiệu ROH. Để mình đeo chéo rất là ok, đựng vừa tất cả các ca, đựng vừa điện thoại, ví tiền, rất là vô tư. Kích thước bề ngang 25, chiều cao 24 và bề dày là 11. Đeo chéo rất là ok ha. Sẽ có một nút phích 5 chấm đây, hai ngăn nhỏ đây, lớp vải sạch đẹp và một khóa cái miệng đây, thương hiệu ROH dập nổi đây. Da là da thật toàn bộ hết, phích 500 đây chắc chắn. Lên dùm shop một mở là 2610 200k, 2610 200. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%, có thương hiệu, kích thước bề ngang 30, chiều cao 19 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này, sẽ có một khóa cán miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp và một khóa cán miệng đây, lót vải sạch đẹp hết, hai ngăn nhỏ đây, hai ngăn nhỏ đây, và đây đựng bút đựng viết, và một cái khóa cái miệng đây và một khóa cái miệng đây, sạch đẹp hết ha. Da là da thật toàn bộ, độ mới khoảng 80 đến 85%. Để mình xách tay như thế này, lên dùm shop một mã là 3240 200k, 3240 200. Và một chiếc túi xách tay da thật 100%, để mình xách tay rất là ok ha, dập phân 6 rất là đẹp. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao 15 và bề dày là 4. Để mình xách tay rất là ok, sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp và một nút hít, một cái để mình gặp lại như thế này đó, và sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay, da là da thật toàn bộ ha, kiểu rất là vintage, mặt mình có thể mình cầm tay như thế này đều được ha, da thật. Lên nhìn shop một mã là đeo chéo, đeo chéo vân 6, đeo chéo vân 6, ủa sách tay vân 6 đi, sách tay vân 6 200k. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%. Kích thước của chiếc túi đeo chéo là bề ngang 23, chiều cao 15 và bề dày là 8. Để mình đeo chéo rất là ok, da là da thật toàn bộ đây, sẽ có một cái khóa cái miệng đây, bên trong lót vải sạch đẹp, có một cái khóa cái miệng đây, lót vải sạch đẹp hết ha, da thật toàn bộ hết. Lên dùm shop một mã là 3173 200, 3173 200k. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Kabuki, da thật 100%, xách tay dạng foam cớp ha, độ mới khoảng 80 đến 85%. Kích thước bề ngang 22, chiều cao 20 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này, sẽ có một hai ngăn nhỏ đây, một ngăn đây và một ngăn đây, và một ngăn đây, lót bên trong sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Kabuki đây. Xách tay như thế này,
lên dùm shop một mã là 3169 200k. 3169 200. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo giá thật 100%, và mình có thể mình xách tay đều được ha, xách tay và đeo chéo. Kích thước bề ngang, bề ngang là 17, chiều cao 16 và bề dày là 9. Giá thật 100%, sẽ có một cái phách cái miệng đây. Bên trong là lớp vải sạch đẹp. Và một ngăn đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, một ngăn nhỏ đây và một ngăn đây, và bên trong là lớp vải sạch đẹp ha, có rất là nhiều ngăn để mình đựng đồ, đựng vừa tất cả các điện thoại và ví tiền ha. Dây đeo rất là ok, lên dùm shop một mã là 3276 3276 200k, miễn phí, miễn ship toàn quốc. 3276. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai, giá thật 100%. Kích thước bề ngang 26, chiều cao 29 và bề dày là 13. Giá thật toàn bộ ha, sẽ có thương hiệu dẹp nổi đây, và một và ngăn ở đây là bự nhất, bên trong sạch đẹp hết ha, một ngăn đây sạch đẹp, giá thật toàn bộ. Xách tay như thế này để mình đi học hoặc là đi công việc, đựng vừa giấy A4 ha, lên dùm shop một mã là 2701 200k 2701 200. Và cái đến đó là một chiếc cặp laptop ha, giá thật 100%, để mình xách tay và mình đeo chéo. Kích thước của chiếc cặp laptop bề ngang 38, chiều cao 28 và bề dày là 8. Xách tay và đeo chéo đều được, sẽ có một khóa cái miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp và một cái khóa kéo miệng ở đây, lớp sạch đẹp hết á, có một cái khóa kéo miệng đây, và hai ngăn nhỏ đây, ở đây đựng bút đựng viết thương hiệu Faraday, và có một cái khóa kéo miệng ở đây Faraday, dập hiệu thương hiệu đây ha, đây là miếng tích da da thật. Xách tay và đeo chéo, lên dùm shop một mã là 5904 ha, 200k miễn ship toàn quốc. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai có thương hiệu ha, thương hiệu Eswear của Ý. Kích thước bề ngang, bề ngang là 32, chiều cao là 23 và bề dày là 9. Xách tay và đeo vai sẽ có một ngăn ở đây và một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây, dẹp hiệu thương hiệu Eswear, và có một cái khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết, để mình đeo vai rất là ok. Lên dùm shop một mã là 3268 200k 3268 200. Và một chiếc túi xách tay nhỏ gọn và xinh xắn, giá thật 100%. Kích thước bề ngang 21, chiều cao 18 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này, sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, và thương hiệu Mitimus, và có một cái khóa cá miệng này là sạch đẹp hết ta. Lên dùm shop một mã là sách tay đen 200k
Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo, đeo vai và đeo chéo ha. Da thật 100%, độ mở khoảng 80%. Kích thước bề ngang 23, chiều cao 18 và bề dày là 8 ha. Giá thật 100%. Ở đây nó sẽ có một cái nút thích 500, mở ra bên trong nó phải sập đẹp, có một cái khóa kéo miệng đây, dập hiệu thương hiệu Kissa ở đây, thích 500 chắc chắn. Lo dùm shop một mã là 0001 ha, 200k, 0001 200. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo, giá thật toàn bộ ha. Kích thước của chiếc túi đeo chéo này bề ngang là 30, chiều cao 16 và bề dày là 3. Ở đây sẽ phối lông, da thật toàn bộ và dây đeo là full da hết. Ở đây sẽ có một cái nút khích 500, mình mở ra thì bên trong lớp vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Gaia. Lên dùm shop một mã 3197 200k, 3197 200. Và một chiếc túi nếu kéo, giá thật 100%, mà vàng đồng, kích thước bề ngang 31, chiều cao 17 và bề dày là 7. Đeo chéo rất là ok, giá thật toàn bộ ha. Sẽ có một cái khóa kéo miệng đây, bên trong là lớp vải sập đẹp và một cái khóa kéo miệng đây là sập đẹp ha. Lên dùm shop một mã 2694 ha, 200k, 2694 200, miễn ship toàn quốc. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo, giá thật 100%, kích thước bề ngang 27, chiều cao 20 và bề dày là 12. Đeo chéo rất là ok, sẽ có một cái khóa kéo miệng đây, bên trong là lớp vải sạch đẹp và một cái khóa kéo miệng đây, lớp vải sạch đẹp hết ha. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây nữa ha, sạch đẹp. Lên dùm shop một mã là 2625, 2625 200k, miễn ship toàn quốc, 2625. Giá thật toàn bộ hết ha. Ở đây phối những cái đinh, độ mới còn khá là cao. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo màu đen, nhỏ gọn và xinh xắn ha. Da là da thật toàn bộ. Kích thước của chiếc túi này bề ngang 28, chiều cao 15 và bề dày là 7. Đeo chéo rất là ok, da thật toàn bộ đây. Dây đeo chất liệu là vải bố chắc chắn. Sẽ có một cái khóa kéo miệng đây, bên trong lớp vải sạch đẹp hết ha. Sẽ có hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp, giá thật 100%. Lên dùm shop một mã 3278 200k, miễn ship toàn quốc, 3278. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo, giá thật 100%, có thương hiệu dẹp nổi đây. Kích thước bề ngang 27, chiều cao 22 và bề dày là 9. Đeo chéo rất là ok, da thật toàn bộ đây. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây,
bên trong là lớp vải sạch đẹp, và một phát các miệng ở đây sạch đẹp, phát ta hai ngăn nhỏ đây sạch đẹp, và một cái phát các miệng đây thương hiệu dịp nổi đây, da là da thật toàn bộ hết. Lên nhìn shop một mã là 3241 ha, 3241 200k in ship toàn quốc. Và cái đến đó là một chiếc cặp chất liệu là da tổng hợp, kích thước bề ngang 42, chiều cao là 30, bề dày là 9, để mình xách tay như thế này. Và ở đây nó sẽ có một cái vết va bắp thời gian ha, đeo chéo rất là ok, xách tay đều được. Một ngăn đây, một ngăn đây, và một ngăn chuyên dụng để đựng laptop ha. Lên dùm shop một mã 8024 200, 8024 200, và một chiếc túi đeo chéo có thương hiệu Loas Watari, da thật 100%, kích thước bề ngang 25, chiều cao 28, và bề dày 15, để mình đeo chéo rất là ok. Da thật toàn bộ thương hiệu Loas Watari. Sẽ có một nút kích 5 chấm đây, mình có thể mình xách tay như thế này, một ngắn đây, và có một cái phát cáo miệng thương hiệu Loas Watari, phát cáo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết, kích 500 chắc chắn, xách tay đeo chéo chịu được. Lên dùm shop mã là 3101 ha, 200k, 3101 200. Và cái đó đó là một chiếc túi xách tay giá thật 100%, kích thước bề ngang 27, chiều cao 16, và bề dày 14, để mình xách tay như thế này. Sẽ có một khóa cái miệng đây, bên trong lớp vải sạch đẹp, và một khóa cái miệng đây, lớp vải sạch đẹp hết, có một cái khóa cái miệng đây, và hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp, da là da thật toàn bộ, xách tay như thế này chắc chắn. Lên dùm shop một mã là 2693 200k, 2693 200. Qua một chiếc túi tu rua đeo chéo, da thật 100%, rất là thời trang, kích thước bề ngang 25, chiều cao 17, và bề dày là 7, đeo chéo rất là ok, da là da thật toàn bộ đây. Sẽ có một nút khích 500, bên trong lót vải sạch đẹp, có một cái khóa cái miệng ở đây, sạch đẹp hết ta, khích 500 chắc chắn như thế này, đeo chéo rất là ok. Nên dịch shop mã là 2746 2746 200k, mỹ ship toàn quốc, 2746. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo màu đỏ ha, nhỏ gọn và xinh xắn, kích thước bề ngang 20, chiều cao 16, và bề dày là 9, đeo chéo rất là ok. Sẽ có một cái để mình mở ra như thế này, thì bên trong một ngăn đây, một ngăn đây, và một ngăn đây, bên trong là sạch đẹp hết ha, và một ngăn ở đây nữa là sạch đẹp, để mình gài lại như thế này chắc chắn.
lên nhịp shop một mã là 3228 200k. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Video của Túi Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Chào tạm biệt cô chú anh chị.